Hai buổi trước các con đã tập Thái Sơn Côn, Thái Sơn Trích Thủy Địa Xà Liên. Trong buổi hôm nay các con sẽ tập thêm Thương Thượng Lộng Kỳ Lân, Khoái Bạch Viên. Bây giờ tập lại từ đầu đến Thái Sơn Trích Thủy Địa Xà Liên một lần, xong tập một lần mới nhớ chưa? Chuẩn bị. Bãi tổ Thái Sơn Côn. Thủy Địa Xà Liên. Ba rút chân về đập.
phải lên. Như này. Rồi. Tập lần một lần từ đầu cho đến hết. Hai con bước lại đằng sau, hai bước bước. Mình chân xuống một tí. Nhấc chân sang bên em một tí. Tập lại từ đầu cho đến hết. Cầm đao, cầm vậy lại. Cương thượng lộc kỳ lân thoái bạch viên. Một. Bước chân lên. Trái lên. Hai. Ba. Đập xuống. Nhấc lên luôn. Rồi. Bên trái quay. Thương thượng lộng kỳ lân thoái bạch viên. Một. Hai. Ba. Một động tác nhá. Thôi. Cho lại từ đầu. Cho đến thương thượng lộng kỳ lân thoái bạch viên. Sau hai con tự ôn. Khi nào thuộc thì nghỉ nhá. Còn bố nghỉ trước. Bước về đằng sau ba bước. Bước. Thủy địa xà liên. Một. Hai. Ba. Hương thượng lộng kỳ lân thoái bạch viên. Một. Hai. Ba. Thôi. Tập lại được nữa. Hai con được cái này vui rồi. Được.
Thủy địa xã Liên. Cái câu này, cái tập này.